Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13 từ câu 1 đến câu 9. Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy ăn chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 năm nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Quý vị và các bạn thân mến, trước câu chuyện tai ương của những người Galilê mà một số người đến kể lại có ý nhằm khiêu khích Chúa Giêsu, bởi người cũng là người Galilê, người đã đón nhận một cách bình tĩnh và còn dạy cho họ một bài học đáng ghi nhớ trong cuộc sống. Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Rõ ràng, Chúa Giêsu muốn nói với họ rằng, đứng trước sự đau khổ, hoạn nạn của người khác, mỗi người đừng vội xét đoán hay lợi dụng cho những ý đồ bất chính của mình. Trái lại, hãy nhìn đó như một cơ hội để kiểm thảo cuộc đời mình và thay đổi nếu cần thiết, để có thể sinh nhiều hoa trái tốt đẹp, hầu tránh được những điều bất hạnh. Người Việt Nam chúng ta có câu: xem người mà nghĩ đến ta, mọi người chung quanh ta, mọi biến cố, sự kiện xảy ra trong cuộc đời ta đều có ý nghĩa và giá trị nhất định nào đó. Những tai ương khốn khó nơi tha nhân cũng là bài học nhắc nhở và cảnh tỉnh mỗi người chúng ta. Điều xảy ra cho anh chị em tôi hôm nay rất có thể sẽ xảy đến cho tôi trong tương lai. Và nếu điều đó xảy ra, tôi có những chuẩn bị gì? Lúc này đây, tôi cần phải làm gì để hạn chế tối đa, không để cho những điều bất hạnh đó xảy ra cho tôi, vân vân. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, chúng con cảm tạ Chúa đã dạy chúng con bài học rất cần thiết cho đời sống đức tin. Xin cho mỗi người chúng con biết quyết tâm hối cải những tính hư nết xấu của mình, biết luôn trân quý mọi người và biết chu toàn bổn phận Chúa trao trong cuộc đời này, hầu có thể tránh khỏi những hoạn nạn trong cuộc đời này, và nhất là được cứu thoát khỏi bị diệt vong muôn đời. Amen.